Nguyên Nhật Việt xin kính chào tất cả các bạn Hôm nay Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm sampler trên đàn gọt Kronos 2 à, Nhiều bạn hăng mình sử dụng đàn Kronos mình muốn đánh thêm một số tiếng dân tộc cho bên ngoài mình đưa vào đó Thì à, hôm nay Nguyên sẽ qua video này Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cực kỳ chi tiết luôn Và hôm nay Nguyên sẽ giới thiệu cho bạn cách thứ nhất đó chính là mình sẽ đưa mẫu file quay từ bên ngoài vào để mình làm sampler trên đàn Rồi Trước tiên thì bạn cần phải có là nguyên liệu, nguyên liệu của chúng ta chúng ta phải các bạn có thể mình tải từ trên mạng về hoặc là các bạn chia sẻ từ những cái mẫu file quay ha. Rồi sau khi các bạn có vào mình cho hết vào USB thì các bạn cắm USB vào. Rồi, sau khi các bạn bấm USB vào thì các bạn bấm qua cái chữ disk ở đây. Chúng ta sẽ vào trong hang cái chế độ disk. Rồi trên chế độ disk này á thì các bạn sẽ chuyển từ drive select nè, mình sẽ chuyển vào cái USB của mình. Rồi, như ở đây nguyên hàng rồi các bạn cho các bạn thấy đó, ở đây mình có hai cái mẫu file quay đây. Thì mình sẽ load hai cái mẫu này vào. Thì các bạn sẽ load hàng các bạn bấm vào cái mẫu file theo thứ tự từ thấp lên cao ha. Nguyên sẽ load mẫu là bầu E3. Nguyên sẽ lấy ví dụ cho các bạn ha. Rồi các bạn bấm load. Các bạn bấm ok. Rồi tương tự như vậy các bạn chọn bầu C3. Ở đây nguyên sẽ làm ví dụ cho các bạn chính là tiếng bầu. Tùy theo các bạn mình thích tiếng gì đó thì mình sẽ tự có kiếm mẫu mình sẽ làm theo. Rồi, đó chính là bước đầu tiên thì các bạn trở về chế độ sampling. Bấm qua chế độ sampling hàng kế nút à, chế độ đi của mình á. Rồi các bạn vào chế độ sampling. Rồi ở chế độ sampling này thì các bạn bấm vào chữ multi sample. Ở giao diện multi sample này các bạn hàng mình chọn một cái mẫu multi sample mình tùy ý. Chẳng hạn như các bạn mà thích mẫu nào thì mình sẽ bấm vào đó. Ví dụ hôm nay thì là ngày 21 À, thì nguyên sẽ chọn ngay chỗ là multi sample số 21 thì mình sẽ tạo cho nó một cái mẫu ở đó mẫu multi sample này có tác chất dụng của chính là nó sẽ à, gắn các cái mẫu của các file quay của các bạn nó sẽ tạo thành một cái bộ tiếng tự đánh từ có cao độ từ thấp lên cao rồi ở đây thì nguyên sẽ làm tiếng bầu mono à, thì mình sẽ không cần để stereo gì đâu vì những cái tiếng này là mình à, không có cần chạy hiệu ứng gì hết rồi các bạn bấm ok nếu mà có tiếng nào bạn muốn làm mà có stereo thì bạn đánh dấu check vô đây còn không có thì mình tắt ra. Rồi, sau khi các bạn chọn ở đây xong thì mình sẽ bấm OK. Rồi, bước kế tiếp các bạn cần làm đó chính là các bạn sẽ thấy ở đây ha, sample nè. Ở đây chúng ta sẽ có cái mẫu sample của mình đó. Các bạn đưa vào thì mình bấm tam giác nhỏ ở đây. Đó, các bạn sẽ thấy ăn sample thì nó sẽ có hai cái mẫu mình mới vừa lót đó, chính là bầu E3 và bầu C3. Các bạn thấy ha. Rồi, Mi3 đó, các bạn bấm vô cái mẫu đầu tiên. Các bạn bấm OK. Rồi ở đây thì các bạn lưu ý ha tất cả thông số như cái bảng này á, cái cái dùng mình ảnh hưởng đó thì mình sẽ chọn là để mặc định nha original key này mình để ở bottom là ở đây có nghĩa là nó này ở ở vị trí là từ bên trái mình sẽ đánh lên trên khi zone là một cây nè nó rồi ở vị trí là từ bên phải qua ha rồi ở đây thì các bạn sẽ chọn hang mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là các bạn sẽ chọn từ nó C3 hang từ đô 2 nè đến C3 này các bạn sẽ thấy ha đó ở đây original key original K của mình thì ở đây là cái cái phần cái nốt gốc của mình đó thì các nốt nào thì ở đây mình lót cái mẫu mình đã ghi là chữ mi 3 cái mẫu của mình mi 3 thì các bạn sẽ để là original K là mi 3 và cái phần top K top K của mình là mình sẽ đưa lên cái nốt mà cái nốt thấp hơn cái cái mẫu thứ hai cái mẫu thứ hai nãy nguyên lót cho các bạn coi mẫu đó chính là cái nốt c 3 c 3 đúng không là mẫu chữ b 3 đó thì mình sẽ để thấp hơn b c 3 chính là cái nốt là la thăng 3 rồi các bạn ok ha. Sau khi các bạn làm xong rồi, ở đây nó sẽ cho mình thay hỏi là à, tăng độ lớn hay là tăng cái độ à, cao độ gì không? Thì các bạn bấm ok. Như vậy là được rồi ha. Thì à, đó chính là mẫu đầu tiên là index 01. Thì các bạn mà mình nguyên là ví dụ cái tiếng bầu này thì mình có hai mẫu thôi, làm cho các bạn nhanh gọn. Nếu các bạn nào muốn làm nhiều mẫu thì à, tùy các bạn. Thì các mình chỉ cần việc index là mẫu thứ hai ha. Insert vô đây. Rồi insert mẫu thứ hai thì tương tự như vậy các bạn sẽ chọn mẫu số 2 để làm là mẫu C3 ok thì nốt gốc của nó là C3 nè các bạn cho đến top khi của nó là nó gì thì ở đây tùy theo các bạn muốn làm nhiều hay ít thì mình sẽ để cho nó hết luôn tùy mình ha nó chẳng hạn để từ C3 cho đến là tới độ 7 luôn rồi ví dụ như các bạn muốn làm gì đó trong cái quảng đàn của các bạn muốn cần đánh hay là cái tiếng mình cần sử dụng là quảng nào sau khi các bạn làm xong rồi các bạn bấm chữ create rồi, như vậy là chúng ta đã có được cái mẫu sampler đó rồi. Sau khi các bạn có được cái mẫu multi sampler bầu rồi thì các bạn mình phải bấm tâm giác nhỏ vô đây. Mình rename cái mẫu đó lại multi sampler nè. Rename này để chi? Để cho các bạn mình nhớ được cái tiếng mẫu đó là mẫu gì. Thì ở đây mình clean hết mình sẽ đặt tên nó là bầu. Hang bầu. Ví dụ đó rồi các bạn thấy hang ở đây mình sẽ làm ví dụ cho các bạn hang hoặc bạn để là bầu nhạc việt gì đó tùy ý các bạn đặt uh, tên của các bạn cũng được bầu nhạc việt ở đây mình ghi là bầu ví dụ hay là bầu demo đi ha. tùy các bạn rồi sau khi các bạn chỉnh thay đổi tên là bằng mắm ok ok phát nữa rồi như vậy là chúng ta đã được có được cái một cái mẫu bầu demo và bây giờ mình sẽ đánh thử ha. một cái quãng ngắn thôi rồi tiếp theo chúng ta cần làm đó chính là mình sẽ chọn thành một cái tiếng bất kỳ để mình gắn cái mẫu theo để cho nó thành một cái tiếng bầu hoàn chỉnh và các bạn nhớ hàng đây là một cái mẫu âm thôi sau đó mình cần phải chọn một cái tiếng và để chọn được một cái tiếng thì các bạn bấm về chế độ program rồi các bạn bấm về chế độ program rồi thì các bạn tiếp theo đó các bạn bấm cho mình hang là cái, các bạn bấm ở cái tab ở đây keyboard nè ở category các bạn bấm vào category ở category này các bạn bấm vào cho mình dấu user rồi ở user hang các bạn sẽ thấy ở đây hang thì ở đây mình sẽ chọn là ở user c hay là gì đó tùy ý mình đang cc gì đó tùy mình nhưng mà các bạn nào thích thì mình để đâu cũng được đi nguyên hiện nguyên chỉ thích cái để là cuối cùng để hang gg đi cho mình khỏi bị lộn sau này nếu các bạn có mua dữ liệu mà của hãng hay gì đó này cũng vậy Rồi Nguyên chọn sẽ là GG021 G, nha mình sẽ lấy mẫu này Cho các bạn ha Tại vì mình hôm nay là ngày 21 một mình sẽ để số 21 luôn cho dễ B User GG21 Các bạn bấm OK Ở đây là một cái tiếng không có gì hết ha Ở đây là Intel program Không có tiếng gì hết Rồi các bạn cần làm điều tiếp theo đó Chính là các bạn sẽ Bấm vào trong cái phần OSC Pitch Rồi các bạn bấm vào đây Rồi ở đây thì các bạn Mình sẽ thay đổi thông số cho nó nha thì các bạn sẽ thấy một cái lọt cái multi sampler là một hai ba bốn gì đó thì ở multi sampler ở số 1 các bạn ở đây thấy cái chữ rom đúng không rom m thì các bạn sẽ bấm vô tâm giác nhỏ đó thì các bạn sẽ chọn xuống cái chữ là smb có nghĩa là sampling đó new sampling section mono đó hồi nãy mình làm chữ mono thì các bạn bấm vô đây nó khi các bạn bấm vô đây rồi thì các bạn bấm tiếp cái tab tên nhỏ bên đây nữa tâm giác nhỏ ở đây nha ở đây nó sẽ hiển thị cho các bạn thấy lên nè cái multi sampler của các bạn hồi nãy nguyên làm số là 00021 thì các bạn chọn vô đây chính là cái mẫu multi sampler của các bạn ok rồi tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy hai cái bảng frequency nè octa nè oscillator một nè thì các mình sẽ cân chỉnh nó cho cho phù hợp với mình chẳng hạn như là mình thường hay đánh quãng thấp thì mình sẽ trừ một cho nó phù hợp với là cái phím đàn của các bạn điều khiển mình muốn chơi nó giờ mình sẽ đánh thôi Đó đó chính là xong được cái bước tiếp theo của mình. Và các để các bạn hoàn chỉnh luôn một cái mẫu sampler của mình đó thì các bạn có thể mình chỉ cần việc thêm effect nữa thôi. Các bạn có thể chỉ thêm effect ở multi effect uh, ở đây ha, master effect dưới này, IFS gì đó thì cái mình phù hợp, chẳng hạn như các bạn thêm tiếng reverb hay là cái mình uh, bộ compressor hay là các bạn muốn thêm cái bộ EQ 7 uh, bảy EQ gì đó thì cái phần này là cái phần chỉnh sửa tiếng nè à, thì các bạn chỉnh sửa sau khi cái phần bạn uh, các bạn làm cái tiếng đó xong rồi. Cuối cùng đó chính là chúng ta sẽ bấm tâm giác nhỏ ở đây. Chúng ta sẽ ride the rem lại, có nghĩa là mình sẽ lưu lại cái tiếng này của mình. Bấm bằng các bạn bấm vô đây. Rồi cũng tương tự như là cái phần làm multi sampler thôi. À, thì các bạn bấm vô chữ T đây mình sẽ đặt tên ở đây nguyên sẽ đặt tên cho mình là tiếng bầu nhạc việt ha đó các bạn bầu nhạc việt rồi xong các bạn bấm ok thì tiếp theo ở đây nó hỏi mình lưu ở category số mấy nè số 16 đúng không user 16 đúng rồi ở này ở sub category nào các bạn bấm vô đây à, số không luôn như vậy là mình đã bấm ok nữa là được Are sure thì các bạn bấm OK nữa. Rồi, như vậy là đã xong hoàn chỉnh được một cái tiếng mình đã lưu vào trong cái phần Rodem User số GG. Nhóm tiếng hang băng tiếng GG. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra lại hang. Bây giờ Nguyên sẽ chọn một cái tiếng khác nè. Một cái băng tiếng AA khác đi hang. Giờ, ở, băng, ở nhóm băng tiếng này mình sẽ bạn chọn vào User GG. Và GG của mình là GG 021 là ngày hôm nay luôn. Nó có chữ bầu nhạc việt và như vậy là các bạn đã làm cho mình xong được một cái tiếng sampler. giờ mình kiểm tra lại hang chính xác hay chưa rồi các bạn nghe hang như vậy chúng ta đã làm cho mình được một cái mẫu sampler hoàn chỉnh à, chúc các bạn thành công và các bạn có thắc mắc các bạn hãy liên hệ với công ty nhạc việt cảm ơn các bạn đã theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những video hướng dẫn tiếp theo xin chào